미친놈. Koji Sake Onna. Tương truyền Koji Sake Onna đều bắt nguồn từ một người phụ nữ trẻ sống thời Heian. Cô ta rất đẹp nhưng cũng rất kiêu căng, lẳng lơ. Người phụ nữ này dù đã là thiếp của một samurai nhưng vẫn thường xuyên lừa dối chồng. Chàng samurai vì ghen tuông đến cực độ đã tấn công người thiếp của mình, dùng kiếm rạch miệng cô ta đến tận mang tai và hỏi: "Giờ thì còn đứa nào thấy mày đẹp nữa không?" Câu chuyện về Koji Sake Onna nổi tiếng đến mức có thêm những phiên bản hiện đại. Theo phiên bản này, Koji Sake Onna là một phụ nữ hay đi lang thang trong đêm ở các đô thị với khuôn mặt bị che kín. Mỗi khi gặp người lạ, cô ta sẽ hỏi "Watashi wa kiri, trông tôi có đẹp không?" Và dù câu trả lời có thế nào đi nữa, thì người được hỏi cũng sẽ bị Koji Sake Onna giết hại hoặc chịu lời nguyền biến thành một Koji Sake Onna khác. Rokurokubi. Rokurokubi còn khá nổi tiếng với tên gọi ma nữ cổ dài. Theo truyền thuyết, Rokurokubi là do linh hồn của các cô gái trẻ thích ăn chơi hóa thành sau khi chết và không thể siêu thoát. Ban ngày, Rokurokubi có hình dạng giống như một cô gái bình thường. Chỉ khi đêm đến, yêu quái này mới kéo dài chiếc cổ của mình ở những chỗ ăn chơi xa hoa để dọa người. Ma lực của Rokurokubi chỉ có tác động với những người tham lam, tự kiêu, háo sắc. Yuki Onna. Tương truyền, Yuki Onna là một thiếu nữ bị chết cóng trong giá lạnh, rất cô đơn. Thế nên trong những đêm bão tuyết, Yuki Onna thường vận đồ trắng đi lang thang. Vẻ bề ngoài của nữ yêu này được miêu tả là có đôi mắt đen đặc, miệng lúc nào cũng rỉ máu và thổi ra những hơi lạnh làm mê man tâm trí người qua đường. Nếu yếu bóng vía, Yuki Onna sẽ làm người đi đường, đi lạc rồi chết cóng trong tuyết. Yashiki Warashi. Yashiki Warashi là truyền thuyết được lưu truyền ở khắp nơi trên đất nước Nhật Bản. Yashiki Warashi thường mang hình dạng một đứa bé khoảng 3 đến 12 tuổi. Nếu ngôi nhà nào có Yashiki Warashi trú ngụ thì gia đình sẽ được thịnh vượng. Nhưng nếu yokai này rời đi thì ngay lập tức gia đình đó sẽ bị sụp đổ, nghèo nàn. Tuy nhiên Yashiki Warashi thường không mấy khi rời khỏi gia đình mà nói trú ngụ. Yashiki Warashi rất quậy phá, thế nên mọi người có thể nhận ra được sự hiện diện của nó thông qua những đồ vật bị di chuyển, giường nằm bị lung lay. Futakuchi Onna. Futakuchi Onna cũng là một người phụ nữ chịu lời nguyền. Theo miêu tả, phía sau hộp sọ của Futakuchi Onna bị tách ra rồi mọc môi, răng lưỡi và hoạt động như một cái miệng thực sự. Cái miệng này không chỉ kỳ dị mà còn thốt ra những điều hằn học, đe dọa, đòi hỏi thức ăn. Nếu không được thỏa mãn cơn đói, cái miệng sẽ bắt đầu chửi tục, gây ra đau đớn cho người phụ nữ. Truyền thuyết kể rằng Futakuchi Onna phải chịu lời nguyền do khi còn sống đã bỏ đói con riêng của chồng trong khi chăm sóc con cái của mình đầy đủ. Thế nên linh hồn của những đứa con riêng đã ám vào mẹ kế để trả thù. Truyền thuyết khác lại cho rằng cái miệng xuất hiện vì người phụ nữ keo kiệt bị chồng bổ rìu vào đầu. Kappa. Kappa là một con rái cá có hình dạng trẻ con 4 tuổi. Nó thường có mai rùa ở lưng. Trên đầu gắn cái đĩa có đựng nước, chân và tay nó đều có màng. Kappa sống cả ở trên bờ lẫn dưới nước. Nó chuyên dìm chết nạn nhân dưới nước, sau đó hút hết nội tạng của nạn nhân. Chống bắt cóc của Volvo. Tính năng anti-kidnapping, chống bắt cóc này thực tế vẫn còn xuất hiện trên mẫu sedan S80 của Volvo gần đây. Theo đó, tùy chọn Personal Car Communicator trên chìa khóa sẽ thông báo cho chủ nhân biết xe đang ở tình trạng khóa hay không khóa, từ đó giúp chủ xe có thể biết mình có đang gặp nguy hiểm gì không. Nếu chủ xe là những người có nhiều nguy cơ bị bắt cóc như doanh nhân, chính trị gia hay điệp viên quốc tế, Volvo sẽ tăng cường thêm cảm biến nhịp tim cực nhạy trên xe.
Tính năng này ngay lập tức thông báo cho chủ xe nếu phát hiện có người núp ở hàng ghế sau. Ghế xoay của Chevrolet. Ý tưởng nghe có vẻ như tuyệt diệu này đã nhanh chóng biến mất trên làng ô tô thế giới vì nó có thể khiến chủ xe va chạm mạnh với vô lăng hoặc kính chắn gió khi xảy ra tai nạn. Vào năm 1974, tính năng này rất được ưa chuộng trên dòng xe Chevy Laguna Espa nhờ giúp người lái có thể xoay sang trái để tiện việc ra vào. Nhận dạng xe gây tai nạn. Mặc dù tính năng này mới chỉ được lên ý tưởng và chưa từng được đưa vào sản xuất, nhưng cũng đủ cho thấy sự sáng tạo của những người xưa. Tính năng này hoạt động theo quy trình. Nếu một chiếc xe gây tai nạn, một chiếc đĩa ghi biển số xe sẽ rơi ra ngoài, giúp cảnh sát nhanh chóng xác định chủ xe và tài xế gây tai nạn. Cần số đôi. Tính năng cần số đôi của Mitsubishi xuất hiện đầu tiên trên dòng Mitsubishi Mirage và Dodge Colt. Ngoài cần số 9, cần số thứ hai này đảm nhiệm nhiệm vụ lùi xe. Tuy nhiên, tính năng này của Mitsubishi lại khiến việc điều khiển xe trở nên khó khăn hơn cần thiết. Vô lăng không có vòng còi. Thông thường còi xe sẽ có hình dạng tròn nổi và được nằm trên vô lăng. Tuy nhiên, một số hãng xe ở Detroit, Mỹ đã thay thế nút tròn này bằng dạng đai siết quấn trong vô lăng. Khi người lái siết vô lăng lại, còi sẽ kêu lên. Mặc dù nghe có vẻ hay, nhưng tính năng này dần biến mất nhanh chóng vì đai siết bằng nhựa và cao su sẽ bị mòn theo thời gian, dẫn đến việc bóp còi không ăn. Quầy rượu mini. Vào những năm 1950, Cadillac đã thêm một quầy bar nhỏ vào mẫu xe Eldorado Brougham 1957 nằm gọn nhẹ bên trong hộc để đồ phía lái phụ. Các đồ dùng để thưởng thức rượu hay đồ uống khác gồm 4 cốc kim loại được gắn chặt bởi lực nam châm tác động giữa khay đồ và đế cốc. Tuy nhiên, thiết kế này sớm bị xu thế đưa khay đồ uống về hàng ghế thứ hai lấn át bởi tính hợp lý hơn. Vô lăng dịch chuyển. Để tạo sự thuận tiện cho lái xe khi rời khỏi chỗ ngồi mà không có chút vướng víu, chiếc Thunderbird 1961 của Ford đã được tích hợp một vô lăng có thể dịch chuyển sang bên phải. Nhưng tính năng này nhanh chóng bị khai tử trước các quy định an toàn ngặt nghèo của Mỹ được ban hành sau đó. Đồng hồ đo thời gian hạ mui. Các xe hơi Đức cũng không hề thiếu những trang bị không giống ai. Theo đó, hãng xe sang này đã phát minh ra một trang bị thể hiện sự quan tâm tới khách hàng ở khía cạnh nhỏ nhất. Chiếc đồng hồ đo thời gian Openometer trên chiếc Mini chỉ để giúp lái xe theo dõi khoảng thời gian hạ mui. Ô tô kèm xe máy. Chiếc hatchback 3 cửa của Honda City đã từng khiến nhiều người khó hiểu khi sở hữu phụ kiện độc đáo là chiếc Scooter Mini. Được biết, ý tưởng lạ lùng này của nhà sản xuất xuất phát từ việc nếu chẳng may bị kẹt xe, chủ xe có thể tiếp tục di chuyển bằng chiếc xe máy đi kèm.